Bạn thân mến, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Vậy thì làm thế nào để chúng ta luôn luôn duy trì được đôi mắt trong sáng và khỏe đẹp? Đó là vấn đề mà chúng ta quan tâm hiện nay đúng không ạ? Trong bài tập ngày hôm nay thì Nguyễn Hiếu sẽ hướng dẫn những động tác dành riêng cho đôi mắt để giúp chăm sóc cho đôi mắt của bạn luôn khỏe đẹp, tăng cường sự trao đổi chất để tạo cái sự linh hoạt và phòng tránh tất cả các chứng bệnh liên quan về mắt hoặc là suy giảm thị lực. Chúng ta bắt đầu với bài tập chăm sóc làm khỏe cho đôi mắt. Để luyện tập cho bài tập về mắt này thì chúng ta chú ý là ngồi ở tư thế giữ thẳng lưng. Bạn có thể ngồi ở trên ghế hoặc là chúng ta ngồi giống như Nguyễn Hiếu đang ngồi, hoặc chúng ta đứng, chúng ta cũng có thể dễ dàng luyện tập bài tập này được. Và khi luyện tập bài tập về mắt thì chúng ta chú ý là chỉ cố gắng cử động cái lòng mắt và những cái cơ xung quanh mắt mà thôi. Và chúng ta sẽ không xoay đầu cổ theo hướng nhìn của mắt. Chúng ta sẽ cùng luyện tập bài tập chăm sóc cho đôi mắt. Xin mời bạn ngồi giữ lưng thật thẳng, hai tay thả lỏng. Đó, thả lỏng khuôn mặt, thả lỏng cho đôi lông mày. Thế, và hãy mở to đôi mắt của mình, mở to đôi mắt của mình. Và chúng ta hãy ngước mắt nhìn lên trên. Trong khi luyện tập, chú ý chúng ta sẽ không cử động đầu cổ và cố gắng mở to mắt nhất có thể. Nhìn xuống dưới thật thấp, nhìn lên trên thật cao, nhìn xuống, nhìn lên, xuống, nhanh hơn ạ, lên, xuống, lên, xuống, lên, xuống, lên, xuống, và đưa mắt về trung tâm. Bạn hãy nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại để thư giãn cho cơ mắt. Sau đó chúng ta tiếp tục liếc mắt nhìn sang bên phải và bên trái. Mời bạn mở thật to đôi mắt của mình. Đúng rồi, chúng ta liếc mắt nhìn sang bên phải. Đầu cổ giữ thẳng ạ. Liếc mắt nhìn sang trái, rất tốt. Liếc sang phải và cố gắng mở to mắt nha. Liếc sang trái, phải, 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 trái, và đưa mắt về trung tâm, nhắm mắt lại. Và từ từ chúng ta sẽ nhìn chéo cho đôi mắt của mình. Liếc mắt nhìn chéo sang bên phải, thật xa sang bên phải, nhìn chéo sâu xuống bên trái. Chéo lên, xuống, 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 và đưa mắt về trung tâm, nhắm mắt lại. Chúng ta đổi bên, mở thật to đôi mắt, nhìn chéo lên trên bên trái, nhìn sâu xuống dưới bên phải. Lên, xuống, 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 đưa mắt về trung tâm, nhắm mắt lại. Tiếp tục, chúng ta đảo mắt theo vòng tròn của chiều kim đồng hồ. Các bạn mở to mắt và tưởng tượng như là phía trước mặt bạn là một chiếc đồng hồ khổng lồ, được chưa ạ? Để chúng ta mở rộng cái tầm nhìn của đôi mắt của mình. Ngước mắt nhìn lên trên, 12 giờ. 3 9, bạn hãy đảo tròn mắt. 12, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, đưa mắt về trung tâm, nhắm mắt lại. Chúng ta đổi bên, ngước mắt nhìn lên trên. 12 giờ, 9, 6, 3, 12, 9, 6, 3, 12, đưa mắt về trung tâm. Bạn hãy nhắm mắt lại, thả lỏng cơ mắt và xoa thật nóng hai bàn tay của mình. Xoa lòng bàn tay và các ngón tay chạm sát lại với nhau để chúng ta tạo nguồn năng lượng đưa vào đôi mắt của chúng ta. Hãy úp nhẹ nhàng vào đôi mắt của bạn để cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay đang lan truyền nguồn năng lượng tới, tăng cường sự trao đổi chất cho đôi mắt. Lần thứ hai, xoa thật nóng hai tay. Động tác này vô cùng quan trọng để giúp phục hồi lại những cái cơ xung quanh mắt và tăng cường dưỡng chất cho đôi mắt của bạn. Vì vậy sau khi luyện tập mắt, chúng ta nhất định phải luyện tập động tác này để nuôi dưỡng cho đôi mắt của chúng ta sáng và khỏe, cảm nhận bóng tối và hơi ấm đang lan tỏa đều khắp đôi mắt của bạn. Từ từ hạ tay xuống, thả lỏng. Và tiếp tục với một số những động tác, chúng ta sẽ bấm huyệt xung quanh cái đôi mắt của mình để kích thích năng lượng và kích thích dinh dưỡng máu tới từng cơ mắt và từng sợi dây thần kinh, nuôi dưỡng cho đôi mắt của chúng ta được trẻ hóa và sáng lâu hơn. Bạn hãy để ngón tay giữa
đặt vào hốc mắt của mình. Và chúng ta day như vậy, cứ day như vậy khoảng 30 lần. Day thật nhẹ nhàng 30 lần. Ở đầu mắt, việc thứ hai là ở đầu lông mày, trên đầu lông mày của bạn. Bạn hãy day, đặt lên, day 30 lần như vậy. Trong khi tập thì bạn hãy thả lỏng cơ để chúng ta có thể tác động sâu hơn vào huyệt. Hãy hít thở đều, duy trì hít thở đều và hít thở bằng bụng. Tiếp tục đến điểm giữa của lông mày, giữa và phía trên lông mày 30 lần. Sẽ kích thích đưa đẩy máu, oxy và dưỡng chất đến để nuôi dưỡng cho đôi mắt của bạn khỏe và nâng cơ cho đôi mắt. Và điểm cuối là ở dưới cái lông mày của bạn, dưới cái phần lông mày, dưới đuôi lông mày. Hãy hít thở đều. Bạn hãy nhắm mắt để thả lỏng cho đôi mắt. Và nhẹ nhàng bạn hạ tay xuống, thả lỏng. Và bạn cảm thấy thế nào? Rất là dễ chịu cho đôi mắt của chúng ta đúng không? Tiếp tục với động tác tiếp theo ạ. Xin mời bạn hãy gập hai chân sang bên trái. Chúng ta chống đầu gối, chống hai tay. Đầu gối mở rộng bằng vai, chống mũi chân mở rộng bằng vai. Chống hai tay xuống. Bàn tay thẳng với cả vai và các ngón tay của bạn. Hãy mở thật rộng để chúng ta bám chắc được xuống dưới sàn. Từ từ hít vào, võng lưng xuống, ngẩng mặt nâng cằm và mở thật to mắt hướng nhìn lên. Thở ra, đẩy mông lên trên cao, hạ gót chân xuống, mắt nhìn vào đầu ngón chân cái ạ. Ép vai của chúng ta, đầu ở giữa hai tay. Hít vào, hạ đầu gối xuống, võng lưng, ngẩng mặt hướng mắt nhìn lên. Thở ra, đẩy mông cao, thở hết, mắt nhìn ngón chân. Hít vào, võng lưng, ngẩng mặt lên, ngước mắt thật to, mắt nhìn lên. Thở ra, đẩy mông, hạ gót chân, ép vai xuống. Hít vào, thở ra. Nhịp cuối, hít, võng lưng, hướng mắt nhìn lên, hít thở đều. Bạn giữ ở đây và hít thở đều 10 giây. Ngước thật to mắt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Và thở ra. Hạ gót chân xuống, mắt nhìn vào gót chân. Ép đầu ở giữa hai tay, hít thở đều. Giữ tiếp tục 10 giây. Từ từ thả đầu gối xuống. Bạn điều chỉnh tư thế ngồi kim cương. Hai tay đặt trên đầu gối, nhắm mắt lại. Hãy nhắm mắt lại. Thả lỏng toàn bộ các khớp, các cơ. Thả lỏng khuôn mặt. Thả lỏng đôi mắt của bạn. Hãy hít vào một hơi thật sâu để cảm nhận làn sóng năng lượng đang lan tỏa từ đỉnh đầu tới gót chân. Cảm nhận nguồn năng lượng đang đi sâu vào trong đôi mắt của bạn, nuôi dưỡng, làm khỏe và sáng cho toàn bộ các cơ, các dây thần kinh xung quanh đôi mắt của bạn. Để đôi mắt của bạn sáng hơn, khỏe hơn, hít vào thật sâu, thở ra thật chậm. Nguyễn Hiếu hy vọng rằng bài tập này sẽ giúp bạn có được một phương pháp luyện tập và chăm sóc đặc biệt cho đôi mắt để đôi mắt của bạn trở nên đẹp đẽ và sáng đẹp hơn. Thường mình làm việc với máy tính một ngày, cái thời gian mà dài nhất nó rơi khoảng 2 tiếng đến 3 tiếng với máy tính. Thế thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Sau đấy thì mình lại tập các cái động tác yoga về mắt hàng ngày nữa, thì nó giúp cho mình quay trở lại là cái trạng thái của mắt bình thường. Mắt mình nhìn rõ hơn, sáng hơn, không phải đeo kính. Và những cái ví dụ như chảy nước mắt nó không còn nữa. Tôi dành cho yoga một ngày là 1 giờ đồng hồ. Không những cải thiện về mắt mà về cân nặng tôi cũng giảm đi rất là nhiều.
thông thường với những cái suy nghĩ của mọi người thì chỉ đi khám mắt khi mà mắt đã có cái vấn đề và cảm giác như là nó đang bị bệnh rồi, thì điều đó rất là nguy hại, bởi vì lúc đó thì dường như là những cái triệu chứng bệnh của chúng ta đã khá nặng rồi. Nếu như mà có thể, bởi vì các bạn bây giờ các cái điều kiện thì cũng khá là thuận lợi, khá tốt rồi, và có rất là nhiều các cái bệnh viện uy tín. Chính vì vậy chúng ta nên dành thời gian 1 năm chúng ta đi kiểm tra mắt 1 lần để tránh những cái hậu quả nghiêm trọng để với cái đôi mắt của chúng ta. Mọi người sẽ hay có cái thói quen là nhỏ nước muối sinh lý chẳng hạn. Tuy nhiên thì những cái nồng độ thì lại hoàn toàn khác nhau. Chính vì vậy để mà có cái nồng độ chuẩn để giúp rửa cho đôi mắt của chúng ta thì chúng ta nên mua ở tiệm thuốc với những cái nhà sản xuất uy tín. Thì như vậy thì cái nồng độ pha chế nó cũng sẽ dưỡng cho đôi mắt và rửa cho đôi mắt sạch hơn là chúng ta tự làm. Thì chúng ta sẽ không đo được những cái nồng độ đấy, và đôi khi cái nồng độ nó chỉ mặn hơn một chút thôi thì nó cũng sẽ làm ảnh hưởng đến giác mạc và đến cái sự vệ sinh của đôi mắt. Chúng ta cần phải lưu ý rằng là cứ sau khoảng 45 phút một lần thì chúng ta luyện tập những cái động tác dành cho cái cơ mắt của chúng ta để tái tạo lại cái nguồn dinh dưỡng và làm mềm cho cái phần cơ mắt, thì điều đó sẽ làm cho cái đôi mắt của chúng ta được khỏe dần lên và phòng chống được những cái sự lão hóa và cái sự suy giảm về thị lực.